Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thị trường âm nhạc cho thấy sự sôi động trở lại với màn ra mắt của rất nhiều những sản phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ trẻ. Sau 2 năm vắng bóng thì rapper Phúc Du, rapper được cộng đồng khán giả yêu nhạc rap biết đến với kỹ thuật điêu luyện và đang có một trong những ca khúc đang đứng trong top xu hướng trên mạng xã hội, sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện ngay sau đây. Cái quãng thời gian đấy nói dài thì cũng dài nhưng mà nói ngắn thì nó cũng rất là ngắn. Mình học được rất là nhiều những cái trải nghiệm và nó khiến cho mình trở nên làm con người mình thấy vui và mình hạnh phúc hơn. Tao thầm mơ về một thoáng chốc ở bên em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc Du. Cho mình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả khán giả của Chuyển động 24 giờ. Sau các khúc đầu tiên tạo nên hiện tượng với gần 50 triệu lượt xem trên YouTube, sự trở lại sau 2 năm của Phúc Du được rất nhiều người hâm mộ rap mong chờ. Từng được gọi là ông hoàng thế hệ mới của battle rap với những trận đấu đường phố. Tuy nhiên, với thị trường âm nhạc chính thống, Phúc Du đến với tư cách một tân binh. Nó quan trọng nhất trong cái điều mình đã được học đấy chính là quan điểm khi sáng tác. Nó rất là phù hợp với cái cá tính cũng như là cái câu chuyện mà Phúc muốn kể. Đấy chính là đi từ cái cảm xúc trước. Cái phần khó nhất đấy chính là tìm được cái góc độ để mà nói những cái cảm xúc của mình một cái cách nó chân thực, nó gần gũi nhất. Thì để mà chiến thắng đối thủ thì mình phải thể hiện cái phần mạnh nhất của mình ra. Nhưng mà khi mà mình để chiến thắng cái con tim của khán giả thì mình phải thể hiện cái phần nó yếu yếu một tí, nó hơi tổn thương một tí. Anh biết tay em còn bắt máy, tay em còn muốn nghe, đôi ta còn hy vọng. Đứa nào làm em buồn là ca khúc đầu tiên trong EP gồm 4 ca khúc tiếp theo của Phúc Du, đánh dấu sự trưởng thành trong nhạc và sáng tác của năm rapper. Bài hát thì đây là một bài trong EP, là bài mình làm cuối cùng. Cái gì đấy cảm xúc nó cũng hơi nặng và nó hơi đè nén, nó cần nhiều thời gian để mình kiểu xả ra ngoài. Đây là một bài hát mà nó cần cái sự thẳng thớm, nó cần cái sự đơn giản và để đến được với con tim của khán giả. Chắc chắn là em còn yêu anh nhưng thứ anh không chắc duy nhất là tại sao. Đứa nào làm em buồn thế, nó yêu em nhưng nó tệ. Cái phần kéo lê đấy là cũng ở một cái lúc gọi là ngày đầu tiên thì cũng rất là nhiều áp lực. Cái cảnh quay dưới nước nhìn có vẻ rất là khó, thì thực ra nó là một cái cảnh quay đòi hỏi thời gian thôi. Phúc quay cảnh đấy mất khoảng 45 phút, nhưng mà cái bản dựng đầu tiên là mình đã xúc động rồi. Mình cứ ngồi cười, lúc xúc động nhưng mà lại cười vì sướng. Nó cũng phù hợp mấy bài hát, nó khiến cho bài hát trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều luôn. Các khúc hiện đang nằm trong top 3 xu hướng và mang về 3,4 triệu lượt xem sau một tuần phát hành, mở đường cho những ca khúc tiếp theo của nam rapper chinh phục khán giả. EP này bao gồm 4 bài, những cái bài còn lại thì nó sẽ tươi hơn. Nó vẫn là những cái điều mà Phúc Du tâm niệm nhất, đấy là tình yêu, tuổi trẻ và gia đình.